Ok anh em, thì resort mình ở là resort Lotus Lotus nha, ở Thị Vân, 165C Thị Vân resort Lotus. Đối diện luôn, đối diện là biển luôn, mình có thể đi bộ qua mình tắm bên đó. Ok, mình đi vô mình check in nha. Đây cũng rộng rãi lắm anh em ơi. Sân vườn nè, hồ bơi luôn. Lâu lâu vô resort ở chỗ đã anh em ha. Mà giá cũng rẻ lắm anh em ơi. Đây mình chuẩn bị check in đi, check in phòng đây. Thì resort anh em mình ở là nó 1 triệu nha. Nó 1 triệu thì nó có hồ bơi luôn. Với nó có cho mình ăn sáng đầy đủ luôn nha anh em. Ủa phòng số mấy vậy? Ủa này resort của mình là mình mới xây em hả? Lâu chưa? Chưa chữa. Còn hồ bơi này mình muốn bơi là từ mấy giờ đến mấy giờ em hả? 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Nhưng mà bên em không có hồ. Ok, để mình dẫn em qua coi cái hồ bơi trước nha. Tại mình ở resort hay khách sạn vậy đó, quan trọng cái hồ bơi. Thì con mình nó thích bơi lắm. Chọn cái hồ bơi trước không à. Rồi bơi coi hồ bơi coi. Thì đây là hồ bơi anh em, bơi đã luôn. Đó, anh em có thể vô đây, giá phòng thì nó 1 triệu thôi, nhưng mà anh em có thể bơi nè, rồi buffet nè, đây rộng rãi lắm, thoáng mát. Không, từ trưa mình giờ mình phải vô nhận phòng đó, nhận phòng mình cất đồ xong rồi cứ. Thank you.
nào bơi ăn. Ủa sao bơi mắng đây? Không thích. Chúng mình cứ hồ bơi tắm nha. Rồi anh em, đây là cái biệt thự của mình ở nha. Hồi qua về Lubu quá mình chưa có thời gian mình review cái biệt thự của mình và cái phòng của mình nó như thế nào, thì mình sẽ dẫn các bạn vô cái phòng của mình coi nó như thế nào nha. Thì ở đây là cái biệt thự số 6 ha, biệt thự số 6 là chỗ mình ở. Thì ở trên đây thì nó có 4 phòng nha, chứ không phải là một mình ở hết trên đây đâu. Ở đây có 4 phòng thì mình sẽ dẫn các bạn vô phòng của mình nha. Rồi hồi nãy mình quên lấy chìa khóa, mình mới qua lấy cái chìa khóa của cái phòng của mình. Thì phòng của mình là phòng 601 nha anh em, phòng 601. Rồi để mình vô cái phòng của mình thôi. Ok, đây là cái phòng của mình nha. Coi tủ có dù nha anh em. Có dù gì nọ. Có cái rổ được đựng tiền nè. Mình không có tiền. Không có tiền nhiều ở trong đó đâu. Thì dưới đây là mình có một cái giường nha. Đây là mà giường này là giường đơn, hiện tại là có hai cái giường đơn. Tivi cũng có tivi. Rồi, kính tivi kính. Đây là ba cái ba lô dùng đồ đạc của mình. Rèm ha, đây là mình có thể nhìn ra ngoài nè. Rồi thì mình coi cái toilet. Toilet cho nó có gì. Tại phòng này mình ở rồi nên hôm nay mình mới review nên có nó hơi dơ tí xíu. Đây là kiến. Thì đây là có miếng sấy này nè nha. Miếng sấy. Rồi khăn tắm. Khăn tắm rồi. Bồn nha, có tắm bồn luôn. Đúng rồi. Và ở đây nó có tủ lạnh luôn nè, có tủ lạnh đồ ở đây. Nó có một cái này nè, cái này là một cái sảnh ở đằng sau. Thì mình mở cửa ra có một cái ban công cho mình nữa đó. Ban công đây, cái sảnh này là của mình luôn đó, rất là rộng nha, rất là rộng. Sảnh ở ngoài rất là rộng đó, ở đây nó cũng rất là rộng, có một cái sảnh ở ngoài rất là rộng đó. Thì cái phòng của mình là vậy đó. Thì hiện tại cái phòng của mình ở cái khu resort này có hồ bơi và có hai phiếu ăn sáng buffet luôn. Thì giá một phòng một ngày một đêm là 1.000.000 nha anh em. 1.000.000 là mình nhận phòng, thường thường là 3 giờ đó. Thì kế bên thì có những cái biệt thự kế bên nè, những phòng kế bên sẽ có sân tennis, hồ bơi luôn sử dụng. Đây còn một cái miếng đất trống, đất rất là to đó. Thì đấy, nó làm từng chòi vậy đó. Đó, từng biệt thự một cái thì đó là khoảng 4 phòng. Thì mình ở phòng tầng dưới, mình ở tầng dưới. Rồi ok, bye anh em nha. Thì khi nó có cái gì mới thì mình sẽ tiếp tục làm clip cho các bạn xem. Ok.